bố em đang bị bệnh ở quê. Anh chuyển giúp em số tiền này về quê với. Anh nó bận việc gấp, không giúp em được rồi. Con đang tìm cách gửi tiền về chữa bệnh cho bố đây. Để anh giúp em. Dạ vâng. Làm gì mà cười sảng khoái thế? Hello. Tưởng lại lừa được một bố ngon à? Ê, từ từ lại đây. Thấy ông anh này có quen không? Hả? Mày thấy anh ta vừa giao dịch ở ATM ra, liền chạy lại kê khổ như những gì mày đã lừa tao. Lôi bố mẹ bị bệnh ra để lừa đảo. Cẩn thận, có ngày bị nghiệp quật đấy. Khi bị từ chối, mày đã giả vờ gọi cho mẹ tìm cách gửi tiền về. Mục đích là để cho tao và anh ta thấy thương rồi quay lại giúp đỡ. Mất công lừa, sao không lừa 400 triệu đi? Lừa 5 triệu. Làm gì có bỗ. Ngày á, anh Long để em nhá. Thằng này để anh. Mất dạy nhà mày.